Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay với sự phát triển kinh tế của đất nước, cùng với đó là chất lượng sống ngày càng được tăng cao, nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ có nhu cầu chi tiêu rất lớn. Rắc rối xảy ra khi nhu cầu chi tiêu vượt quá số tiền họ có trong tài khoản mà họ không thể mượn bạn bè, người thân. Vậy cá nhân cần làm gì để có thể giải quyết nhanh chóng tình hình trên? Cùng theo dõi một trong các hình thức hỗ trợ từ phía ngân hàng thấu chi tài khoản cá nhân. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, hiện nay có rất nhiều khách hàng có những khoản cần chi vượt quá số tiền trong tài khoản và tôi có được biết về hình thức thấu chi của ngân hàng SeaBank. Vậy thì ông có thể cho tôi biết là thông tin chi tiết về hình thức này như thế nào và hình thức này hoạt động ra sao ạ? Dạ vâng, đối với khách hàng cá nhân thì chúng tôi có sản phẩm là SeaFast. Sản phẩm này thì sẽ giúp cho khách hàng cá nhân có thể chi tiêu được vượt quá số dư trong tài khoản ạ. Hình thức này của SeaBank sẽ giúp ích cho khách hàng như thế nào thưa ông? Đối với sản phẩm này thì khách hàng có thể là chi tiêu vượt quá số dư trong tài khoản từ 3 đến 6 lần thu nhập và tối đa lên đến 300 triệu và không cần thế chấp tài sản, không mất phí trả nợ trước hạn và không giới hạn cái số lần rút ra rút vào trong hạn mức được cho phép. Vậy thì khách hàng phải đáp ứng những điều kiện như thế nào để tham gia hình thức thấu chi của SeaBank ạ? Đối với sản phẩm này thì khách hàng sẽ cần là trả tiền lương hoặc tiền công qua tài khoản ngân hàng. Thì đối với tiền công, tiền lương và tiền lương hưu thì bắt buộc phải trả qua tài khoản của SeaBank. Đối với tiền công, tiền lương không chấp nhận lương hưu. Khi trả qua các tài khoản ngân hàng khác thì SeaBank sẽ áp dụng cho các đối tượng là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại các đơn vị hành chính nhà nước, tổ chức chính trị hoặc là những cán bộ công nhân viên mà đang làm việc tại các đối tác chiến lược hoặc là trực thuộc đối tác chiến lược của SeaBank qua quy định qua từng thời kỳ ạ. Xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị, mong rằng với những chia sẻ hữu ích của chuyên gia của chúng tôi thì có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về hình thức thấu chi của SeaBank. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.